Vũ Trung Hoàng Trầm Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả với bản tin nổi bật chiều thứ ba hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Gửi đến chào anh Vũ Trung. Vâng, mến chào anh Hoàng Trầm Thùy cùng quý thính giả. Gặp anh là thấy anh cười là tôi vui rồi. Dạ vâng. Bởi vì mỗi lần gặp anh Trung là bao nhiêu chuyện từ trong nước cho tới ngoài nước này. Nhưng mà cái vấn đề chính anh Trung hả, mình tìm hiểu xem những cái nguồn tin mà nó ngoài lề đó, đôi khi nó lại hay. Mình hay gọi là thuyết âm mưu hoặc là những cái chuyện đấy, nhiều cái danh từ đặt cho nó là chuyện, là chuyện ngoài lề. Bởi vì có những cái tin tức mà văn bản chính thức họ không có đề cập tới, mà có những cái tin gọi là đồn đoán, mà thường phần lớn đôi khi nó thành sự thật. Vâng, mỗi lần mà khi mình nói tin ngoài lề là cũng phải vững vàng lắm, cũng phải có suy nghĩ ghê lắm, chứ không có nó mình chính mình là bật ra ngoài lề trước. Bởi vì tin ngoài lề anh bị khán giả bật ra lề khỏi lề luôn. Khán giả bật ra luôn. Khán giả thời này đâu có phải là dễ thương như 100 năm trước mà. Thưa quý vị, ngày hôm nay có hai đề tài. Đầu tiên là cái chuyện cũng khá là nhức đầu cho ông thủ tướng Do Thái Netanyahu, và bên phía không những một mà đến ba nhân vật lãnh đạo của Hamas. Sau khi công tố viên có cái vấn đề này, thưa quý vị, bên phía ICC đó là tòa án hình sự quốc tế ở The Hague đó, họ có các công tố viên. Lẽ đương nhiên các công tố viên phải thu thập các bằng chứng. Trong trường hợp này trước đó, các quốc gia trong đó có Nam Phi, rồi cũng sự đồng tình của Ai Cập vân vân, các quốc gia Hồi giáo, để nói rằng việc mà Do Thái tấn công vào dải Gaza gây nên nạn diệt chủng. Cái vấn đề là tại vì cái số thường dân Palestine thiệt mạng quá lớn, trên 34.000 người, thì cái việc đó có đúng với cái việc mà phía Do Thái nói rằng chúng tôi bảo vệ lãnh thổ và tìm cách tiêu diệt Hamas. Ngược lại thì họ cũng nhắm vào bên phía lãnh đạo của Hamas, nói rằng các anh đã tấn công người dân Do Thái trước, giết hại cả ngàn người. Điều đó cũng vi phạm vào cái luật lệ quốc tế liên quan đến tội tàn sát thường dân. Đó là công tố viên đưa ra. Thì cái vấn đề chính hiện nay, thưa quý vị, công tố viên đưa ra là một lẽ. Họ đưa tất cả các bằng chứng lên ông quan tòa của tòa án này, ICC. Và hiện nay thực sự thì tòa án chưa có quyết định để đồng ý với những cáo trạng mà bên phía công tố viên đưa ra hay không. Thưa anh Trung. Dạ vâng, hiện rõ ràng cái tình hình thế giới hiện nay nó đang có hai, nó đang có một sự mâu thuẫn của phe này và phe kia. Nói về cái tòa án hình sự quốc tế là ICC đó, thì thưa quý khán giả, bên mà bênh vực không muốn ICC đưa ra cái chat gọi là truy tố đồng minh của mình, đó là Do Thái Netanyahu, và đồng thời cũng truy tố luôn cả ba những người lãnh đạo như anh Thụy vừa nói của Hamas. Hamas. Thế thì bây giờ riêng về cái phần ông Biden á, là ông bênh cái ông cho rằng những cái chuyện mà ICC đưa ra cái chat bắt ông Netanyahu vì những cái tội gọi là tàn sát, những cái tội mà giết hại thường dân, nó gọi là diệt chủng vân vân. Thì bỗng dưng nó chưa đâu vào đâu, chưa biết là cái này sự thể cuối cùng nó sẽ ra sao. Thì bây giờ đồng minh của Mỹ là ông Pháp mới 24 tiếng đồng hồ nhảy vô cuộc là đồng ý cái quyết định của ICC trước cái chế tài Netanyahu. Thế câu hỏi đặt ra là chế tài như vậy, liệu rằng khi ông Netanyahu đi công du nước Mỹ có bị bắt hay không? Tôi đặt câu hỏi này là bởi vì cũng xin nhắc lại với quý khán giả là hiện nay có 124 quốc gia là thành viên trong cái tổ chức ICC. Nhưng mà Mỹ và một vài quốc gia khác, trong đó có Tàu và Nga, vậy là nằm ngoài, không phải là thành viên. Không là thành viên. Chúng ta đặt câu hỏi là không phải là thành viên thì cũng thế, không có bị có bị liên đới trách nhiệm phải không? Pháp quyền, dạ, không có bị cái áp đặt pháp quyền gọi là jurisdiction. Thì thưa quý vị, bên phía Do Thái sáng nay đó, bên phía đại diện của ông Netanyahu nói tòa án quốc tế hình sự này không có tính pháp quyền đối với Do Thái. Và cái khổ đây đó là tòa án hình sự mặc dầu trong quá khứ đã từng đưa ra những cái tuyên bố nhắm vào các giới chức lãnh đạo, thường là như thế. Mục tiêu của tòa án hình sự được lập ra đó để nhằm xét xử những kẻ nào can dự vào chiến tranh tội ác mang tính diệt chủng, giết hại thường dân, Pol Pot, Hitler vân vân,
đã nằm trong cái danh sách này. Và kể mới gần đây nhất đó là Putin, thưa anh. Sau khi thực hiện cuộc chiến tranh nhắm vào Ukraine đó, Putin cũng nằm trong, và chính thức là quan tòa đã tuyên bố Putin, nếu đáp máy bay tới những quốc gia nằm trong thành viên của tòa án hình sự, là có cái jurisdiction, tức là pháp quyền đó, của tòa án hình sự, thì họ được quyền bắt Putin và giao nộp về cho tòa án. Từ xưa giờ chưa bao giờ xảy ra các vụ mà ai bị bắt cả, ngoại trừ những cái trường hợp vô cùng hiếm hoi mà thôi. Nếu như vì lý do nào đó xảy ra một cái cuộc đảo chính vân vân, thì những kẻ nằm trong danh sách của tòa án hình sự sẽ bị bắt và bị truy tố. Trong trường hợp này, thì cá nhân của ông Netanyahu thì sao? Bây giờ, nếu mà chuyến công du của ông bay ra khỏi Do Thái mà tới một quốc gia nào mà Do Thái có mối quan hệ ngoại giao thương mại, nhưng mà khổ quốc gia đó lại nằm là thành viên của án hình sự, họ không có thể nói rằng ô tôi không bắt ông, mà chỉ có một cái phương pháp ngoại giao cuối cùng được thực hiện là xin ông đừng tới quốc gia tôi nữa. Trong trường hợp này thì Do Thái là một trong 7 quốc gia đứng ngoài cái vòng cương tòa thì của đó lấy do họ ICC. Nói không có tính pháp quyền nhắm vào Do Thái đó. Dạ. Và bên cạnh nó còn một số nước nữa. Dạ. China cũng có, Nga cũng có, Mỹ cũng có luôn. Vâng. Thế nhưng mà có một cái điểm đặc biệt là chúng ta phải lật ngược lại vấn đề. Là nó có những cái sự mâu thuẫn. Thế còn cái vụ mà bom nguyên tử ném ở Hiroshima và Nagasaki của Nhật thì sao? Thì có phải là diệt chủng không? Có phải là tội ác không? Thì chừng như là không thấy, không nghe tới ICC nói. Nhưng mà tôi tin chắc một điều, ICC mới thật sự ra nói gì, nó mới chỉ xuất hiện sau này thôi. Dạ, dạ, vâng. Trước cái thời kỳ đề nghị thành lập cái tòa án mới 1900 không lâu đây. Tháng 7, tôi nhớ là tháng 7 1998 thì phải. Vâng. Dạ. Và vì thế thưa quý vị, mặc dù là, nhưng mà nội cái chuyện mà một cá nhân hoặc một người lãnh đạo mà bị kết cái án đó nó cũng mang tai tiếng. Thì ngày hôm nay báo chí ghi nhận đó, với cái phán, với, chưa có phán quyết, nhưng mà với chỉ nội việc mà công tố viên đưa ra, và thưa anh đó, phần lớn khi mà công tố viên đã hội đủ bằng chứng rồi đó, thường là ông tòa sẽ tuyên bố đồng ý và ra án để yêu cầu dẫn độ, hoặc là các quốc gia nào nằm trong thành viên của ICC đó sẽ bắt cái người đó, thường là như vậy trong quá khứ rồi. Cho thấy là cái cá nhân của ông thủ tướng Do Thái Netanyahu càng ngày càng bị cô lập. Bởi vì anh thấy đó, đồng ý anh nói tôi bảo vệ đất nước của tôi trả đũa cho vụ Hamas tấn công vào thường dân của nước tôi. Nhưng mà anh giải thích như thế nào? 34.000 người Palestine thiệt mạng. 34.000 này có phải là Hamas không? Hả? Câu hỏi đặt ra đó. Và đó là lý do tại sao nước Mỹ này, mặc dù là chính phủ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Do Thái, cung cấp tiền viện trợ, nhưng mà anh thấy các trường đại học và các sinh viên, mà đâu phải chỉ có sinh viên Hồi giáo đâu, sinh viên không Hồi giáo, sinh viên không Do Thái giáo, ngay cả sinh viên Do Thái họ cũng lên án cái hành động thực hiện các cuộc tấn công vào giải Gaza của Netanyahu nữa. Cái tình hình giữa người Hồi giáo với người Do Thái giáo nó là một cái sự hận thù nó lâu ngày rồi. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng là người Do Thái là những người thông minh, người Do Thái là những người hiểu biết, là đồng thời là những người cũng đã, như anh Thụy có nói trong một vài lần phát hình vừa rồi đó, một trước đó, là cũng đã có cái cơ hội cưu mang những người thuyền nhân Việt Nam đang khốn khó ở trên biển. Thế thì cả thế giới đều biết họ là dân tộc thông minh. Họ là dân tộc một cái đất nước nhỏ nhưng mà có cái chủ quyền. Và họ là dân tộc được quyền bảo vệ cái chủ quyền, bởi vì từ cái vụ diệt chủng của Đức Quốc xã. Nhưng ngược lại anh bảo vệ cái chủ quyền của anh, nhưng mà anh lại đi giết hại thường dân. Như cái đó là một cái trắc trở rất lớn mà ngay cả ông Biden cũng gặp khó khăn. Nhưng mà cái khổ nỗi đó, Do Thái coi như đàn em của Mỹ, nhưng mà bây giờ nói đứa em của mình nó không nghe thì anh làm gì? Rất khó, thì cái sự gọi là vung tay quá chán về bom đạn của Do Thái nó quá mạnh. Mà lại Hoa Kỳ hỗ trợ cái việc đó nữa. Chính xác. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức nổi bật ngay sau phần quảng cáo.
Trong thời gian vừa qua, tin tức ở trong nước Việt Nam nổi trội nhất vẫn là cái chuyện mà tìm kiếm các nhân vật lãnh đạo mới trong tứ trụ. Thì cho đến giờ phút này, những cái bản tin chúng ta ghi nhận đó là những vật lên thay thế và còn những nhân vật khác nữa hiện nay vẫn còn đang tiếp tục quyết định để xem ai sẽ nằm trong bộ tứ này. Nhưng mà bên cạnh đó có những cái tin mà không ai ngờ nó lại bất ngờ nổi lên từ một cá nhân. Thì sáng nay gặp anh Vũ Trung thì chính anh cũng nói là một trong những tin tức mà hiện nay đang được thảo luận nhiều nhất lại liên quan tới một người tu sĩ mà tuyên bố mình không nằm trong bất cứ một giáo hội nào hết. Thích Minh Tuệ. Minh Tuệ. Vâng, nhân nói đã gọi là tin nổi bật mà không một chút giây phút nào nói về cái nhân vật cái vụ này thì gọi là đi bộ trên đường phố, đi dọc từ Gia Lai cho đến ra Hà Tĩnh, đi đồng bào theo đến đó. Yeah. Mà theo đến độ mà có thể dùng những danh từ là lũ lượt cơ. Dĩ nhiên là do những cái YouTuber trong nước họ đi quay, theo, họ quay lên thành, nhưng mà cái phong trào nó trở thành một cái phong trào. Và đến độ mà nếu mà dựa trên hình ảnh mà drone quay xuống thì phải nói là người ta đi theo ông sư này tràn ngập cái đường phố ở những cái tỉnh thành ở ngoài miền Trung, Nghệ Tĩnh, Nghệ An chẳng hạn, mà người ta chưa bao giờ thấy một cái chưa bao giờ chưa thấy. Bao giờ chúng tôi thấy cái hiện tượng như tôi vậy. Tôi không trình bày là cái chuyện mà vấn đề tâm linh gọi là nhiệt tình quá đà trong cái chuyện mà tin thầy, tin đạo, nhưng mà rõ ràng là ông sư này cũng đã có một cái gì mà cuốn hút cái người, những cái người. Anh có nghĩ đó, thưa quý khán thính giả, khi mà tìm thấy hình ảnh của ông Lê Anh Tú sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam, bây giờ thì mang đi, ông đi tu và với pháp danh là Thích Minh Tuệ. Minh Tuệ đó. Và cái hiện tượng này khi mà đưa ra như thế đó thì anh có đặt ra cái vấn đề về cái niềm tin mà càng ngày họ phải tìm kiếm đến một cái đấng tu hành nào đó để đi khác lại với những niềm tin mà họ đã bị phía đảng, bên phía Giáo hội Thống nhất Việt Nam, những cái hình ảnh của những ông thầy tu giàu có, những ông thầy tu đưa những cái gì anh? Tuệ, xá lợi, xá lợi nhật từ Miến Điện giả tạo, mang cái cỏ mà nói là tóc hoặc là long Phật, vân vân. Những cái hiện tượng đó đã xóa đi cái niềm tin mà họ có được với Giáo hội Việt Nam ở trong nước. Và vì thế, họ tin tưởng một cái người nói rằng tôi không nằm trong bất cứ một cái tổ chức tôn giáo, Phật giáo gì hết. Tôi là người tu đi bộ trên đường. Thì thực sự đây là một tu sĩ, thì trong bản tin họ đã, tại vì anh không đi tu, thì anh không có làm như thế. Anh ăn mặc như là một thầy tu, mặc dầu cái màu sắc thì nhìn thấy là tu, nhưng mà thực sự không có đại diện cho bất cứ một tôn giáo, nhất là Phật giáo nào cả. Một cái hình ảnh mà chúng tôi nhìn thấy ông choàng đủ thứ màu sắc trên người hết, mà đi bộ. Và vì thế người dân cứ đi theo ông, bởi vì họ tin tưởng đây có thể thực là một người, nghĩa là được, nghĩa là Phật hoặc là Chúa vân vân trong nhà Phật mang xuống đời. Ông sư này cho đến giờ này ông vẫn được để yên để ông đi làm cái công việc mà thì ông đâu có gì phạm tội đâu, anh không bắt được. Chỉ có điều là ông nói tôi đi thì người ta đi theo tôi không có kêu gọi người ta đi theo tôi, phải không ạ? Chính xác. Hay hả? Dạ, ông có nói thì đúng, cái đó là cái khó cho Việt Nam cộng sản mà họ. Anh thấy những cái người mà xuất hiện trên đài đó mà chỉ cần lên mà có một số lượng followers, gọi là influencer thôi, là ngay lập tức là bị phía thông tin văn hóa hoặc là các bộ là tìm cách tiêu diệt ngay, đánh nhắm vào vấn đề thuế má, vấn đề thương mại, ngay lập tức là dẹp. Yeah. Rồi, chúng tôi nhớ có những hình ảnh mà những người trước đây là đóng tấu hài, đóng kịch, rồi bây giờ mở quán cà phê mà người ta kéo tới đông quá là công an tới hỏi giấy ngay. Yeah. Nhưng mà riêng trong trường hợp này, ông không có tập trung ở một nơi nào hết, cứ đi bộ thế này. Ông cứ đi bộ, ông đi hết từ tỉnh này sang tỉnh khác, đi đâu có người đi theo đó. Nó con số càng ngày càng đông. Mà thì đặc biệt là những ông mà đi tu theo kiểu có chùa đấy, có chùa, có giường ngủ đàng hoàng ấy, thì ông đã công khai ông phải ông sư Thích Minh Tuệ này. Ông cho rằng tu không phải là như vậy.
Đó. Nghĩa là viết hẳn cả văn. Tu tu ở Việt Nam chính thống là phải nằm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Phải được sự sự kiểm soát, chứng phải được danh, chứng được chứng nhận của chứng nhà nhận, nước. chứng nhận này. Thế thì họ đả phá, cuối cùng thì tự nhiên gió nó trở chiều, cái phong trào mà đi theo ông thầy Thích Minh Tuệ nhiều quá, càng ngày càng nhiều quá. Nhưng mà có nhiều khi mình thấy cũng 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 Anh nghĩ cũng họ phải tìm cách họ diệt ông này. thưa anh, câu hỏi của anh ấy, tôi cảm ơn. Cái mà trong nước họ sợ nhất ấy, bất cứ phong trào gì mà bất cứ một nhân vật nào mà tiếng nói của họ có trọng lượng mà đám đông đi theo ấy, thì trong trường hợp ông Thích Minh Tuệ này cũng vậy. Bây giờ càng ngày cái phong trào người ta đi bộ thôi, người ta chỉ đi theo thầy thôi mà nó biến tướng Nhưng ra nó mà thành. bên thưa quý vị nói gì nói chứ phía mà nhà nước như nhà nước Việt Nam đó, xã hội chủ nghĩa đó, họ không có thích ai mà có cái sự thu hút hơn là đảng hết. Và cái chuyện đó là từ 1975 tới giờ này, những quý vị nào trong nước mà theo dõi này đó, nếu mà quý vị theo dõi được thì đó là cái điều hiển nhiên rồi. Họ không muốn có cái tầm ảnh hưởng nào cả, bởi vì nó sẽ làm lung lay. Mà quý vị thấy đó là khi trong những cái cáo trạng nhắm vào những kẻ mà bị bắt vừa qua đó, mất uy tín của đảng, thì trường hợp này đó kéo theo bầy đám như thế đó là mất uy tín của đảng, cần phải diệt trừ. Trước mắt là tôi thấy cái cớ coi chừng là tràn ra đường, cản trở giao thông, tràn ra cả mặt đường luôn. Sư đi bên 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 lề, người dân thì cứ đi sau mà tràn ra đường luôn. Mà cái tình trạng này kéo dài thì nó cái Nó cớ để rất mà là giữ an ninh hay, trật tự. họ không bắt được, bởi vì ông không có ở yên một chỗ nào hết. Mà khi hỏi tới ông đó, thì ông nói tôi không đại diện cho phe đảng, một chính danh, một cái tổ chức nào hết. Tôi chỉ là một cá nhân, tôi có cái chuyện riêng của cá nhân tôi có cách tu học theo cá nhân tôi và tôi đi bộ. Thực sự thưa quý vị, ở bên phái Thái Lan hoặc là bên phía Phật giáo họ có cái tu khổ hạnh đó, bên phía Công giáo cũng có tu khổ hạnh nữa đó. Tức là nhưng mà chưa thấy cái trường hợp Đây nào là hành xác mà ấy, nghĩa trong là khổ hạnh như thế này. Thường đó các nhà tu khổ hạnh họ cũng có một tổ chức, cũng có một cái chùa, rồi họ hành khất ra ngoài cái thế tu thôi, nhưng mà họ vẫn thuộc về một cái ra chi nhánh Phật giáo nào tổ chức, đó. cho nên Cho nên có hai cái trường hợp này quá hay. nó lạ lùng lắm. Và nó là một cái sự kiện rất là đặc biệt trong năm đó. Người ta còn gọi là như thuyết âm mưu bảo ủ. Ông nhà nước bây giờ ông cứ biết cái chuyện này cũng có cái nguy hiểm và dễ bị lợi dụng đấy, những cái tổ chức này kia lợi dụng cái đám đông này lắm. Nhưng mà hình như là cũng nhờ có những phong trào mà YouTube tự động đưa lên như này mà nó làm quên lãng đi những cái sự kiện lớn đang diễn ra trong nước. Đó là cái Đấy. mặt tích cực đối với đảng. Và đồng thời một cái mặt khác nữa là đẩy các vị sư mà có chùa, có giường ngủ Đặt câu hỏi với những người này phải đặt câu hỏi lại với những người này. và vị sư mà mang xá lợi. Có vẻ như là không nằm ở trong cái tổ chức chính thống của nhà nước thì là không phải là cái người đáng được trân trọng. Sư mà mang đồng hồ Rolex lên xuống là có xe, đi máy bay riêng, vân vân, áo quần rất đẹp, rồi có bạn gái nữa. Thì chúng ta Phải không ạ? nói thì sư mà có những cái điều kiện vật chất tốt đẹp thì ngay Ngọc Lan với lại có một cái show của Ngọc Lan đây đã đưa ra cái hình ảnh của một cái chùa, nghĩa là đã bán đi bán Nhưng mà lại. tôi thực sự tôi nhìn thì tôi lại rất là ngưỡng mộ và kính phục những nhân vật như thế này. Anh có đồng ý không? Tại vì anh hy sinh nội cái chuyện mà nhìn thấy các cha, các linh mục mà họ khổ, thực sự khổ hạnh á, anh không được gần phụ nữ mà phải tu mà trở thành cha như thế đó. Vắt xác luôn. Cho nên anh phải quên hết những cái khổ nhục hình đó để mà anh phục vụ cho Chúa, phục vụ cho nhà thờ. Là nói cái chuyện đó là tôi vô cùng ngưỡng mộ, bởi vì thấy cái tấm thân nhỏ nho của mình có những cái chuyện mà không bao giờ mình có thể chịu đựng được, thì cá nhân ông này nữa, bên cạnh ông không biết về sau này như thế nào, nhưng mà có thể vì thế mà người dân trong nước họ thấy một đấng cứu thế đã hiện hiện ra. Tôi không dám so sánh với Chúa Giêsu, nhưng mà quý vị nhìn lại hình ảnh của Chúa Giêsu lúc mà lên, mặc dù là ngài có gia đình đó, nhưng mà lớn lên khi mà trở thành một cái người mà rao giảng rồi đó, ngài đâu có một giáo phái gì đâu,
Ngài có một cái đức tin và một cái chuyện giao giảng của Chúa Giêsu nó khác hoàn toàn nhé. Nó không, mặc dầu Ngài là người Do Thái dạy, nhưng mà không có dính dáng gì với Do Thái giáo đó, không dính dáng gì với Hồi giáo đó, hoàn toàn là một cái con đường riêng của Kitô giáo. Rất tiếc hết giờ anh Trung ơi. Hẹn lại vào thứ năm này quý vị nhé. Xin trân trọng kính chào.